đi chảy ít dưa về. Mệt quá, đã bảo là không chảy rồi. Thế mà chảy về, đâm mà rộng quá. Cô mày ơi, cô mày ơi, cô mày có nhà không? Em có, chị vào uống nước. Vâng, vâng, thế mời vào uống nước đi. Vâng. Thế hôm nay cô có đi hội thảo không? Đi hội thảo hả chị? Vâng. Thế hội thảo về gì đấy ạ? À? Hôm nay chả người ta mời ra nhà văn hóa để hội thảo về vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm cơ à? À thế à? Vâng. Rồi nhưng em vừa đi chảy ít dưa về, mệt quá. Nghe à? Ôi trời ơi, cô ơi, sao lại đã chảy dưa? Vừa mới phun hôm qua mà hôm nay cô đã chảy rồi à? Phun đâu, nhà em phun từ nọ mà. Ô, sao cô lại nói thế? Vừa hôm qua tôi đi qua ruộng nhà cô mà thấy con nhà cô phun mùi thuốc sâu còn nực nụa lên mà cô. Ừ thì cái cô mối hàng nhà em, cô thiếu, cô cứ bảo là chảy cho cô thêm một ít thì thôi chảy cho cô cũng được chứ sao của chị. Cô có nói thế, cái mối hàng thì mặc kệ mối hàng chứ, mình phun mình phải biết chứ, phải biết làm sao cái ngày nào mình chảy phải từ 7 đến 10 ngày cô hẵng chảy chứ, cô lại chảy sớm thế để mang ra bán cho cộng đồng để nguy hiểm mà cô. Chị cứ nói thế, bây giờ người ta phun đầy rồi cứ thì mình nhà em. Cô có nói thế, tôi đồng ý là phun, nhưng mà phun phải cách xa chứ sao lại cô lại làm ăn như thế. Em nói thật với chị chứ, chị cứ nói thế, em không phun thì làm sao mà được những cái quả dưa nó đẹp như này. Đây này, nó nhẫn nó đẹp như này. Bây giờ đây này, chị nhìn đây này, những quả cá em phải phun thì nó mới được như này chứ. Nhà em nói thật cho chị biết chứ, em rồng giọt nái buôn cứ vào tận nhà cân, chứ không phải như người ta cứ phải mang ra tận chợ cân đâu. Làm gì có nhà em không có hàng mà bán ý. Còn dân mình bây giờ em nói cho chị biết này này, ăn thì chọn những quả lon, quả ngon. Thế rồi là mớ rau lon, rau ngon. Thế bây giờ mình là người dân, em không rồng, em không phun thì có mà mất không hả chị? Không, chị cứ nói thế. Cô ơi, tôi đồng ý với cô là cô có phun thì quả cà mới được đẹp như thế này, nó mới nuột như thế này. Quả dưa mới được đẹp như thế này, mới được nuột như thế này. Nhưng mà cô ơi, phun thì cô phải cách xa. Đấy, cô xem trên bao bì đấy, người ta ghi rõ là phun xong từ 7 đến 10 ngày mới được thu hoạch. Nhưng đây cô vừa phun hôm qua, hôm nay cô lại đã chảy rồi. Cô mang cô bán ra ngoài cộng đồng, thế là người ta ăn vào ngộ độc đấy cô ạ, không được đâu. Gớm, chị cứ lo việc bạo đồng, lo việc xã hội. Nhà mình lo còn chả hết, chứ công đâu mà lo việc xã hội. Em nói thật với chị thế, bây giờ đấy, không phun thì làm sao mà nó được như thế mà cấm chị. Nói nhiều, thôi, không nói chị nữa. Thôi, thế tôi cũng không nói với cô nữa, cô nói thì ngang lắm. Thế bây giờ cô có đi hội thảo với tôi không? Đi hội thảo á? Vâng. Nhưng mà em vừa chảy dưa về em để kia, tí lái buôn ta vào ta cân đi hội thảo, em không có nhà thì làm nào. Ô thế cô không số điện thoại của lái buôn à? Em có. Ô, có thì gọi cho người ta xong rồi về cũng vừa mà làm sao đâu. Ừ nhỉ, thế mà em không nghĩ ra nhỉ. Thế thì đi đi, chị em mình đi hội thảo đi. Thôi hai chị em đi hội thảo đi. Đi. Ồ, nhà cửa bênh vách ra mà chẳng có ai nhà này. Không biết là vợ con đi đâu. Đấy, các bác ạ, nhà em ở nhà đấy, cứ bừa bộn nông thôn ra, thế đâm ra cũng chẳng làm được cái việc gì. Nhà cửa thì bụi bặm quá. Mợ ơi, mợ có nhà không nhỉ? Ô chị à? Ô cậu ơi, thế cậu về lúc nào đấy cậu? Em vừa về chị ạ, chị mời chị ngồi chơi nước. Mợ ơi, đi đâu nhỉ cậu nhỉ? Nhà em chắc là đi đồng ruộng thì em mời chị uống nước đi. Thế cậu uống nước đi. Thế chị với các cháu tình hình năm nay nào? Có khỏe mạnh không? À, anh chị vẫn khỏe mạnh, các cháu học hành ngoan ngoãn. Vâng. Thế mợ ơi, ở nhà chị thấy vất vả lắm cậu ạ. Vâng, thế nhà em đồng ruộng đấy. Chị xem đồng ruộng thì cứ vất vả thế. Suốt ngày làm lũ thế. Chị cứ ngồi uống nước, em dọn dẹp tí nhá. Chị uống nước đi. Cậu uống nước đi. Cứ ngồi đây uống nước đã nè. Vâng. Thế làm sao mà cứ phải cứ dọn dẹp. Em chân luôn tay đấy. Đấy chị ơi, nhà em chảy dưa đây, về em thấy hai tải dưa đây, chị ăn quả dưa cho nó mát chị ạ. Em mời chị ăn dưa đi. Ôi giời ơi, cậu ăn dưa đi. Dưa mợ ơi trồng đẹp quá. Mà mịn màng, mỡ màng mà. Vâng, em làm một quả. Làm quả. Ngọt quá cậu ạ. Không biết là mợ ơi trồng cái giống dưa nào mà ăn lại ngọt quá. Ô, chị vào chơi hả chị? Anh về bao giờ đấy? Anh vừa mới về. Ô mợ ơi, mợ đi đâu chị về mà cứ díu ra díu dít thế? Chú vừa về à? Vâng, em vừa về.
Trời ơi mợ, mấy lị à, cô ăn dưa đi này. Vâng. Dưa ngọt lắm mợ à. Ừ, trồng được cái giống dưa ở đâu mà ngọt mà ngon thế chứ nhỉ? Thì anh lấy dưa ở đâu mời chị đấy? Đấy, tôi về thì thấy hai tải dưa ở đây, thì một tải to, một tải bé, tôi lấy ở cái tải đầy ấy. Tôi chết rồi. Mời chị tôi vào ăn đây. Cái tải đầy này để tí nữa, cái cô vào cô cân buôn, còn cái tải nhỏ nhỏ con ấy em chảy để nhà mình ăn, dưa sạch này chưa phun. Thế tại sao anh ở nhà anh lại lấy cho chị ăn này? Ôi, chết không rồi, tôi có biết đâu, dưa chảy về thì tôi cứ thấy, thì thấy dưa thì mang lên mời chị với tôi vừa ăn đây. Chị có đau lắm không ạ? Đau lắm rồi mợ ơi. Tôi chết rồi. Dưa mà làm thế nào mới gọi xe đi mà. Để cho chị đi viện. Đau chết dở rồi. Bây giờ đây mỡ dưa. Ôi giời, đau lắm. Chết rồi. Ôi giời, độc rồi. Tôi lại thấy đau bụng này. Chết rồi. Này bụng là cái dẻo như máy cày này, chết không chứ. Mỡ chết rồi dãy thế này. Tôi chết mỡ làm chết thế nào thế mỡ? Ôi giời, tôi đang đau quá. Thế thì chắc ngộ độc thì chết. Dưa rồi. Thôi chị ơi. Thế có đau lắm không chị? Chị ơi, chị gọi cho em cái xe cho. Đau quá, gọi cấp cứu đi. Xe để cho chị đi viện đi. Ôi giời, đi thôi cho chị đi viện. Gọi xe chị em tôi đi viện. Đấy, cái bảo cái này chết rồi. Chết rồi. Đau thế chết mày ơi. Ôi giời. Này thì chết. Mày đây mày giết anh rồi. Trời ơi đau. Trời ơi chị ơi, thế này thì chết rồi. Em sợ lắm. Không biết nhà em với cả chị có làm sao không? Ôi, cô có ý chí cứ ở nhà không làm sao đâu. No lắm chị ạ. Có các cháu với cả nó đưa chú với cả bác đi viện rồi, cô có ý chí ở nhà không sao đâu. Ôi em sợ lắm. Bây giờ không biết là có làm sao không. Đấy, tôi đã bảo cô rồi, hôm qua tôi đã tham gia với cô rồi. Mà cô có nghe tôi đâu, từ lần sau cô phải rút kinh nghiệm đi. Phun về cách nó ra hãng chảy chứ làm ăn như thế mà bán ra cộng đồng thì nó còn đến đâu nữa. Thôi, cô? Thôi em đừng sốt ruột, chị không nói nữa. Tí nữa, em bê đổ hết đi là được rồi chứ gì. Đúng, đổ hết là em rút bán. Kinh nghiệm em không làm ăn như thế nữa. Đúng thế, đừng có bán đi nữa. Ô kìa, nhà em với cả chị em được về viện rồi kìa. Không sao, may quá. Trời ơi, chị cấp, em tới à. Cứu kịp thời. Được. Cấp cứu kịp thời đấy. Thế may là, thế là, cô ạ. Là không sao. Thế, may là, nó quả quyết thì thôi. Đấy, cô thấy chưa? Cái việc làm của cô chưa? Cái hậu quả của cô chưa? Đấy, cô làm ăn thuốc sâu thì cô mang bán ra ngoài. Còn của nhà cô để cô ăn. Thế cô làm ăn thế đấy. Người ngoài thì không sao. Mà đấy, người nhà đã bị ở đấy. Thế cô phải rút kinh nghiệm. Thôi anh không nói nữa. Em ở nhà em đổ hết đi rồi. Từ nay em không làm thế nữa là được rồi gì? Đấy, không phải bà con ạ. Không phải riêng gia đình tôi. Mà tất cả mọi người, cộng đồng phải bảo vệ an toàn thực phẩm. Có thế thì dân ta mới an toàn được. Đúng đấy, chú nói như thế là rất đúng đấy. Cậu nói thế đúng quá. Em xin rút kinh nghiệm ạ.